Dùng iPhone, các bạn có muốn khẳng định quyền sở hữu trên chiếc iPhone của mình như thế này, hoặc là như thế này, hay là không? Nếu muốn, thì xem video này và làm theo tôi nha. Cách đầu tiên thì trước tiên các bạn vào phần cài đặt, chọn vào cài đặt chung, nhấn vào cái mục giới thiệu. Ở đây có cái phần tên nè, các bạn nhấn vào nha. Sau đó thì các bạn đổi thành tên hay là biệt danh gì đó của mình chẳng hạn. Sau khi mà đổi tên xong rồi thì các bạn vuốt cái màn hình ở trên đây xuống nè. Nhấn giữ im vào cái màn hình nè, chọn vào mục tùy chỉnh, nhấn vào tùy chỉnh màn hình khóa ở đây. Rồi giờ ở cái chỗ thêm tiện ích các bạn nhấn vào cái tên mà lúc nãy mà các bạn ghi nó hiện ở đây rồi nè. Chọn vào cái tên để nó hiện ra ở trên cái phần tiện ích nha. Chọn thêm một vài cái icon nào đó cho nó thêm dễ thương nữa nè. Nhấn vào mục xong nữa là được. Giờ thì tên của bạn hiện ở chỗ này rồi nè. Cách tiếp theo là các bạn vuốt cái thanh công cụ trên này xuống, nhấn vào cái mục cá nhân ở đây, chọn vào cái dấu cộng ở dưới này, nhấn vào mục tùy chỉnh. Ở đây các bạn hãy đặt tên cái chế độ tập trung thành tên của bạn hay là biệt danh của bạn giống như cách thứ nhất. Chọn thêm cái ký tự nữa cho dễ thương nè. Xong rồi thì nhấn tiếp, chọn tùy chỉnh chế độ tập trung. Sau đó thì các bạn hãy chọn người và ứng dụng mà các bạn muốn cho phép thông báo lên ở đây ha. Chọn xong nè. Rồi giờ các bạn kéo cái thanh công cụ ở trên này xuống, chọn lại vào cái chế độ tập trung ở đây, nhấn vào cái chế độ tập trung có tên mình mà hồi nãy mấy bạn mới ghi á. Đó, vậy là xong rồi. Vuốt màn hình xuống là thấy được cái chế độ tập trung của mình ở đây rồi nha. Giờ thì hình nền khóa đã có tên bạn ở đây, rồi tên bạn ở trên đây nữa, đúng chính chủ luôn, không có lệch đi đâu được hết trơn á.